Đó, đó, thủy này vui đó, đó. Giờ nó chạy rồi đó. Thì cái màn hình đóng cửa rồi. Nó lớn như vậy thì nó mất đúng hả? Trời đất ơi. Mình tới vậy có cơ thể sao mà vui quá nè. Tại sao chị là hại quá đẹp. Em với chị ấy. Mình đã được mời cơ thể rất là vui quá. Rất là vui. Sao tự nhiên bé sưng mai đâu đây vậy? Bé sưng mai đâu đây vậy? Anh đang tưởng nó vui. Tại sao chế ngạnh giống bé sưng mai vậy? Sưng mai đâu vậy? Trời ơi, 4 năm nay mới tới. Trời ơi, vui quá. Sao đứng thật đây, đứng thật kìa. Sao ngồi chứ đứng hết trơn vậy? Nó làm con đường này nè. Trốn nhiều lắm. Trốn tụi hay rất là nhiều. Hôm qua mẹ biết đường này. Hôm qua biết đường này. Chảo hả? Tự nhiên hôm qua đi ăn mì tối nó hết tâm tư gì hả? Bé Thùy, bé Thảo không biết đường, biết đường bước xuống. No chị, không phải phải. Không, không, không. Bé Thảo nói xấu là có chồng Thảo đâu. Không, 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 Thảo hôm qua chỉ đúng đường. Nhưng mà tại biết sao không? Lúc em quẹo cua bên chỗ ngôi tức tố đó là đèn xanh nó còn năm. Em mới quẹo qua. Nó đè giấy mặt con á. Thấy cái đèn nó cãi với em. Nhìn cãi nó cua à. 300 cầm lớn, cầm lớn, cầm lớn, cầm với 500. 500 là quá sang. Tiền rẻ đâu mà chưa. Thôi rồi. Trời ơi, kêu con cháu ở trong này không kêu ra. Đi chỗ cái Thảo với nó rồi, Thảo ngồi trên xe rồi. Vậy. Không cho mẹ. Mày hỏi, ủa lấy gì, lấy xe gì. Ôi, hỏi lại. Mình muốn là vậy. Nó tới rồi đó. Đó không? Nghe nghe nghe. Mọi bạn người ta. Nghe tới. Đó, quan cặp luôn đây. Cái áo này thấy. Trong 1 năm. Mày cái này khổ trong một cái chạy để bán bò. Thì nó là bán bò vậy đó. Thì hai vợ chồng mình đi coi bò để về phối giống với gia đình bên. Thì mới tới con bò nó có một cái bảng tên á để giới thiệu tiểu sử con bò đó, cho con bò này được phối giống là 50 lần trong 1 năm. Bây giờ quay qua kêu rồi. Bây giờ quay qua nói chứ. Anh phải học hỏi nha. 50 lần trong 1 năm. Xong cái tới nữa. Thì thấy con bò đẹp. 65 trong 1 năm. 65 lần trong 1 năm. Thấy chưa? Làm nhanh lắm đó. Hơn cái kia 5 lần trong 1 tháng. Ông chồng cũng vui quê. Đi tới kia nữa. Con bò kia đề là 365 ngày trong 1 năm. Ý, ngày nào cũng 1 lần hết. Ông chồng tức điên rồi. Anh phải cố gắng nha. Ông chồng nói đi là có nghĩ coi, con bò nó đâu có phối giống 365 ngày một con bò cái đâu. Cái bạn sợ. Một con bò cái nghĩ sao ngày nào cũng 365 ngày. Trời ơi. Chồng có được đâu đó mà. Cái đó là hổ kèo đó quý vị. Ui da. Bia đâu, bia đâu, bia đâu. Chuột ra, chuột ra, chuột ra đi. Bây giờ mới nói ông chồng là em mới vừa sanh xong. Em đưa tiền cho anh cứ thoải mái đi. Chuột, anh đi chuột. Dạ, dạ. Đưa cho 100 đô. Thì ông chồng đi xong hồi về. Ha. Dạ, nói xong rồi. Bây giờ mới hỏi chứ, anh đi đâu vậy? Thì anh gặp cô đầu ngõ kia kìa. Thì anh ấy xong rồi đó, cái anh về. Vậy cô ấy lấy nhiêu tiền? Dạ chưa. Cô ấy 50 à? 50 đô à? Bà vợ tức quá. Bà mẹ lúc vợ của anh đó đó, đẻ đó, em phi mà. Sao chưa là 50 đô? Phi. Tức quá, giờ mình phi mà nó lấy 50 đô. Vô, 50 đô. Mắc quá. Trời ơi, xuống giá. Bay quanh quét anh phi. Bay anh quét anh. Bây giờ mình nói về cái quán nhậu nè. Chú cháu cào cào dạ, con rít dạ, cùng nhậu với nhau. À, hết bia rồi. Đó giống như là Cường nấy chạy đi mua bia. Hết bia rồi. Đi đâu? Cháu. Đi xu đâu? Mày đi mua bia đi. Đi xu đâu đó, đi ra đi xu chơi. Tới chưa? Rồi. Sợ, đi đâu? Sánh bia nó bò. Trời ơi, cào cào mày đi mua đi. Đang tìm ly kìa. Nhảy hoài. Cứ bây giờ tới. Rồi con rít mày đi mua đi rít. Rít mày đi mua đi. Tao đi mua. Không tin. Hai mày uống hết bia cho đã đời xong mới ngồi đi. Đây. Chứng chưa thấy bia vậy? Cầm luôn cái lon đi, hết giờ rồi. Đi kiếm con rít coi, rít đâu mất tiêu rồi. Bước cho ra ngoài cửa, rít nó đang là băng giày. Ok, vô con rít, vô con rít, vô con rít. Vui quá, chị vui quá, vô mày vậy. Vui quá, con rít băng giày. Vô con rít, vô con tuột, bây giờ nó nhiều. Nó tàn.
nó nhiều vậy, nó nhiều chân quá thôi. Chợ con đứa sinh không ăn ăn vậy thôi. À, bây giờ có con chuột ở cạnh cái chùa, thấy không? Ở cái chùa có cái cống, thấy không chuột? Dạ. Vậy là chùa cống à? Cạnh cái chùa có cái cống. Đó. Cái cống có chú chuột chùa. Chú chuột chùa cưới cô chuột chùa. Ê, lâu không gặp mày, sao bữa nay mày đẹp trai vậy? Chú chùa cho chú chùa. Chưa giờ rồi. Ê, bậy quá. Rồi, giờ lên nhạc đi em ơi. Lên nhạc đi em ơi. Con có chặt đi à. Em ơi, lên nhạc không ơi. Trời ơi, con mở banh nè. Nó nói là chặt nhỏ quá cười. Nhỏ quá cười. Tại nó nhộn cu. Có chỗ này nhưng mà sạch sẽ không? Có không? Nói chung là nói chuyện tháng 7 cũng biết ăn gì lắm. Vô đi, trời ơi. Nãy giờ cũng hoài, người ta cũng biết bao nhiêu ba ly rồi, cũng hoài à. Con chữ này là chăm bia. Chăm bia, nó kiểu vậy, sơm xà đó mà. Mình cái bia này chẳng ai kiểu vậy, sơm xà. Này nó nổi tiếng. Sơm xà. Sơm xà, sơm xà thì bảy. Sơm xà. Cuối cùng bia thấy tụi bảy hôm nay đi quen. Tụi bảy có gì chăm cho bà lấy. Cô Phượng ơi, chăm đá, chăm đá. Bên đây nó được cái là nó chọn. Bà này không lái xe cưới chặt bia vào. Trời ơi, một cái này nó 700 nó lấy bà. Mày chạy hết rồi. Lại vậy bà Bảy chốt bà Bảy tối nay đi hoàng cưới bia chăm cho bà Bảy. Nói chung lỗi trên bàn tiền đó là mình uống hết lon này mình sẽ đi. Ok. Bây giờ đi bạn rồi. Sĩ đã từng biết tại sao không đi được karaoke cái chỗ bà sao bây giờ là đi được. Không là karaoke phải không? Ở bữa nào karaoke mai mốt thì chơi karaoke thì karaoke đó thấy không sao bà mới biết cho bà mới chơi luôn cái với mấy cô bà nó cho nó đi ăn luôn giờ hello hello.